chiều ngày 12 tháng 8 năm 2021, Tòa án quân sự thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến mặt đất Hàn Quốc đã chính thức tuyên án 3 năm tù giam, cùng khoản tiền phạt hơn 1,1 tỷ won, hơn 21,5 tỷ đồng đối với Seung Ri, cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang. Mức phạt nói trên là kết quả của nhiều tội danh, bao gồm môi giới mại dâm và cờ bạc ở nước ngoài. Từ đầu năm 2019, ca sĩ Seung Ri đã vướng hàng loạt bê bối. Các đài truyền hình tại Hàn Quốc tố cáo anh dắt mối mại dâm, buôn bán, tàng trữ chất cấm, phát tán ảnh đồi trụy, đánh bạc, biển thủ công quỹ. Nam ca sĩ nhiều lần bị cảnh sát triệu tập. Cựu thành viên nhóm Big Bang cũng bị buộc tội chiếm đoạt khoảng 528 triệu won từ quỹ câu lạc bộ của mình và thường xuyên đánh bạc ở Las Vegas từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 8 năm 2017 với số tiền đánh bạc tổng cộng khoảng 2,2 tỷ won, khoảng 43 tỷ đồng. Tại phiên tòa, liên quan đến cáo buộc đánh bạc thường xuyên của Seung Ri, thẩm phán nhấn mạnh hành vi đánh bạc của người nổi tiếng có tác hại rất lớn đến xã hội, chẳng hạn như làm suy yếu nhận thức lao động chân chính. Phía tòa án cũng lên án những hành vi sai trái khác của Seung Ri và đề nghị mức xử phạt nói trên để tạo tính răn đe. Về cáo buộc mại dâm, tòa án cho rằng Seung Ri đã đồng chủ mưu với Yoo In-suk, cựu CEO của Yuri Holdings, đào sâu mối quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách môi giới mại dâm, đồng thời phủ nhận lập luận của Seung Ri rằng anh không có động cơ làm trung gian cho hoạt động mại dâm. Trước khi bị kết án 3 năm tù, Seung Ri đã tham gia phiên xét xử hôm 1 tháng 7 năm 2021 tại tòa án với 9 cáo buộc gồm mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm đạo luật về tội phạm tình dục và xúi dục bạo lực đặc biệt. Tại đây, ngôi sao 31 tuổi phủ nhận gần hết các cáo buộc, ngoài trừ cáo buộc vi phạm đạo luật về giao dịch ngoại hối. Cũng trong phiên tòa này, Seung Ri khóc và gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, công ty chủ quản cũ, gia đình cùng những người đã vất vả vì mình. Seung Ri, tên thật là Lee Seung Hyun, sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc Big Bang và là nhà sản xuất âm nhạc. Ngoài ra, anh còn tham gia đầu tư và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Sau khi vướng vào hàng loạt bê bối, nam ca sĩ đã rời nhóm Big Bang hồi tháng 3 năm 2019, đồng thời tuyên bố giải nghệ.